Em báo cáo với quý cụ quý mợ là hôm nay em lên em like. Em like hôm nay thực sự ra em chả biết em like cái gì. Mà nhớ nhớ ra là hôm qua là bảo là cái mấy cái ông cãi nhau mới bảo là bây giờ là thủ tướng cũng công an, chủ tịch nước cũng công an. Rồi cuối cùng nha thành cả cái đất nước là công an trị, đảng trị, công an trị. Rồi đi theo xu hướng gọi là cái gì chuyên chế độc tài, quay lưng lại với phương Tây, rồi là ngồi về, bây giờ chỉ hướng tới Trung Quốc với Nga là những cái nước chuyên chế độc tài như mình. Thế lại bảo là bây giờ là thủ tướng cũng là công an, xuất thân công an, chủ tịch nước cũng là công an. Đấy, cả hai đều là tướng cảnh sát, dùng cái từ ghê lắm, tướng cảnh sát. Thế là điều mà hai cái người này họ tìm kiếm là an ninh chính trị, và cả hai đều tìm đến Trung Quốc để tìm cảm hứng. Kinh quá. Thế không biết là tìm đến Trung Quốc là tìm cảm hứng. Rồi cuối cùng là đại hội 14 cận kề rồi, thì bất cứ ai mà ngồi cũng chỉ làm những cái ông này lên thay chức tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về nghỉ, thì tất cả những cái vị tướng tá công an này sẽ thay cái thế cái chức tổng bí thư, rồi sẽ đưa cái đất nước Cộng sản Việt Nam chuyển thành một cái hướng một nhà nước cảnh sát. Chuyển theo cái hướng nhà nước cảnh sát theo một cái nghĩa đen. Đấy, thế là bây giờ từ bây giờ trở đi sẽ chuyển đổi dần dần theo cái hướng là gì? Một cái bộ máy an ninh do đảng cầm quyền, nó sẽ theo cái xu hướng đàn áp. Đấy, kiểm soát ngày một mạnh mẽ hơn, rồi mà là khiến các giới đấu tranh dân chủ là vấn đề ở trong nước, còn là khiến cái giới các nước dân chủ phương Tây sẽ càng ngày càng khó hợp tác hơn với Việt Nam. Đấy. Tôi cũng thế, rồi thì làm cái gì nhỉ? Họ được sự chấp nhận của Nga Xô và Tàu Cộng. Bởi vì theo xu hướng độc tài chuyên chế đảng trị công an trị đấy, thế nhưng mà ở bên ngoài họ vẫn thổi phồng lên cái là ngoại giao cây tre, cuốn mình theo chiều gió nhưng mà giữ vững cội, giữ vững rễ. Và cuối cùng thì chỉ là hoặc là lợi dụng, hoặc là họ sẽ quay lưng lại với phương Tây để hợp tác, chủ yếu là theo cái thời xưa cũ kia là hợp tác tuyệt đối, nằm trong cái gì, nằm trong trong lòng cái gì, nói cho đại loại là chịu cái thân phận làm đàn em của Nga Xô và Tàu. Thế thì báo cáo với quý trưởng thượng như thế này là bởi vì cái quý trưởng thượng cái lệ luận điệu này ấy, thì quý vị nói với tôi thì chả có nhẽ tôi lại nói lại là những cái gì tôi thì cũng không ngu, không không suy nghĩ được cái gì ngu ngốc hơn những ý kiến này, cho nên tôi lưu vào máy cứng, là lưu vào ổ cứng, tôi lưu vào rồi bây giờ cũng thành em có một cái hệ quy chiếu mới để tôi biết đâu là sáng đâu là tối, thì tôi trao đổi lại cái với quý vị thế này, những cái nhời nhẽ của quý vị là một cái sự gọi là cái gì, không phải là cái lấp liếm mà là cái sự suy diễn. Tôi nói thẳng đấy, đây là một cái sự suy diễn hết sức vô căn cứ, suy diễn hết sức vô căn cứ, và nó thì từ cái sự gọi đã là gọi là suy diễn, mà suy diễn nó khác với suy luận nó người ta phải trên cơ sở luận cứ khoa học, phải không? Đây là suy suy diễn, nó mang đậm cái tính gì, cái tính chủ quan, tính áp đặt của tư duy, chứ nó thiếu cái sự khách quan của khoa học, đúng không ạ? Và đương nhiên đã là suy diễn rồi, đã là suy diễn rồi thì nó sẽ dẫn đến những kết luận, cái nhận định nó vừa mơ hồ vừa lỗ bịch, vừa mơ hồ vừa lỗ bịch, và chứng tỏ rằng là những cái người nào mà đưa ra được cái luận điểm này ấy thì không hề biết đến một cái mô hình tổ chức nhà nước nào khác ngoài cái mô hình cái gì nhỉ? Mô hình xã hội kiểu Mỹ là cái gì nhỉ?
thể chế là cái gì nhỉ? Cái dân chủ tư sản, mô hình nghị trường đại nghị với cái thể chế của các vị có tam đầu chế là cái sự tam quyền phân lập tuyệt đối. Tam quyền phân lập tuyệt đối ở ba cái lĩnh vực hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thế đấy là cái mô hình thể chế của các vị. Thì cái mô hình này nó không áp dụng được ở Việt Nam. Đó. Chứ đừng có nói đến đảng trị với công an trị. Nói thẳng thắn ra là mấy các vị là như thế này, trong cái hệ thống quản lý hay là quản trị xã hội, quản trị quốc gia ở Việt Nam ấy, nó có tính thống nhất lắm. Nhà nước nó hoàn toàn, nó cái tổ chức, cái hệ thống tổ chức nhà nước nó hoàn toàn khác với thể chế của các vị. Nhà nước ở Việt Nam ấy thì nó lại có đủ cả ba bộ phận, nó đủ ba bộ phận, ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng lại không không phân chia quyền lực kiểu tách biệt, tách rời kiểu như tam đầu chế, tam quyền phân lập như các vị. Không bao giờ có. Nó không 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 bao giờ có cái kiểu đấy, nó biệt lập như thế. Nó biệt lập như thế thì nó không phù hợp với cái văn hóa Việt Nam. Nó không phù hợp với cái trình độ phát triển của xã hội Việt Nam. Thấy không? Nhưng còn các nước, các vị là đi theo cái xu hướng như thế, là chế cái chế độ, là cái chế độ của các vị là cái chế độ là đa đảng chính trị đối lập. Các vị hoạt động theo một cái loại cơ chế là phân công mà đi đôi với phối hợp thì nó gọi là cái gì nhỉ? Dạo này anh em chúng tôi hay 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 rất là phản đối cái thằng cu luật sư Hoàng Duy Hùng ấy, cái hợp nguyên đấy. Nó là cái chỗ đấy. Nói với cái thưa với quý trưởng thượng là tôi không biết là cái quý trưởng thượng là học hành hiểu biết là đến mức độ nào, tìm hiểu nghiên cứu về về chính trị, về xã hội nó như thế nào. Nhưng mà những cái này ấy, nếu mà không muốn tranh luận với người ta ấy, thì cũng nên có những cái hiểu biết tối thiểu nó như thế. Và nói gì thì nói, phải khẳng định được là trong mô hình nhà nước ở Việt Nam ấy thì nó có một cái điều này này: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhưng lại không phải lực lượng nắm cái quyền, nói mẹ tự cai, cái chữ là chữ cai trị đi, không phải nắm những quyền cai trị. Có nghĩa là gì? Đảng lãnh đạo nhưng mà lại không phải là cái lực lượng mà đã thực thi quyền lực của nhà nước, hiểu không? Như ở các quốc ở như như là như như là ở cái các quốc gia của các vị dùng như thế, cho nên dùng cái khái niệm đảng trị nó cũng không đúng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất, chẳng có ai cả, được hiến định rồi, nhưng mà đảng cũng phải hoạt động trong khuôn khổ quy định của hiến pháp và pháp luật, phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, chứ không phải có cái vớ vẩn ở bên ngoài. Đã là đảng thế, thế thì bây giờ các ông có thể nói như thế là các ông suy diễn, các ông xuyên tạc ra là gì? Luật của đảng cao hơn pháp luật đấy, cái luận điệu này xưa nay là như thế, phải không? Thế bên cạnh đó ấy, là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước Cộng hòa xã hội của chủ nghĩa Việt Nam ấy, là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan lập pháp này do dân bầu ra theo nguyên tắc là bình đẳng, phổ thông, đầu phiếu và bầu trực tiếp. Đúng không? Trực tiếp, cho nên là bầu ra lãnh đạo, bầu ra hệ thống lãnh đạo, bầu ra tổ chức nhà nước, bầu 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 bầu, nói chung hệ thống bầu cử đơn giản như các vị bảo là rất là dân chủ, đi thuyết trình, đi làm các kiểu, đi chạy đua bầu cử làm lung tung phèn, người dân có quyền tự lựa chọn lá phiếu của mình. Tôi đất biết sao, nhưng mà
ông Donald Trump ông thua bà Clinton hàng 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 gần 2 triệu với phiếu ấy, thế nhưng ông ấy vẫn làm tổng thống. Bởi vì sao? Cái nguyên tắc bầu cử của các ông là nó không hề dân chủ mà nó gián tiếp thông qua cái hệ thống các đại cử tri, tức là cái đại diện của những cái gì ạ, cái đại diện của những cái tập đoàn, những cái tài phiệt, nó có quyền lực chi phối tất cả mọi mặt trong cái đời sống kinh tế xã hội của cái đất nước của các ông ấy. Và nếu mà so sánh ấy, đây là một cái thứ tàn tích của cái chế độ nô lệ có cái thời từ thời La Mã ấy. Đúng không ạ? Các ông thử so sánh hai 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 cái hai hai cái ấy. Nó không giống nhau tuyệt đối đâu, nhưng mà nó có một cái gì đó. Đại cử tri quyết định ai làm tổng thống thì nó có như là cái hội đồng nguyên lão mà chú ấy. Rõ ràng là một cái dấu ấn, cái tàn tích của nó vẫn còn đấy. Ở Việt Nam thì không, người ta không thành lập những cái ban bầu cử vận động hành lang cho đảng này đảng kia, không có. Bởi vì làm gì, ở Việt Nam không có cái chế độ đấy. Mà ở Việt Nam ấy, người ta có cái hình thức là gì, hiệp thương, đúng không? Người ta hiệp thương từ cấp trung ương, từ cấp cơ sở cho đến cấp trung ương, do lại một cái cơ quan, một cái trụ rất là vững mạnh để xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người ta chủ trì các hội nghị hiệp thương để người ta lựa chọn ra những cái con người ưu tú trong nhân dân ở mọi thành phần, mọi tầng lớp, và từ đó thì lựa chọn những cái con người ưu tú trong nhân dân ở là cứ tất cả các thành phần tầng lớp xã hội đó, không kể dân tộc, không kể tôn giáo, không kể dân tộc thiểu số hay là dân tộc đa số. Đấy. Và từ cái chỗ đó thì người ta mới thấy là cái gì, để đại diện cho người dân ấy, thì từ đó thì người ta mới thấy ở thành phần quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, thì nó mới đầy đủ những cái thành phần xã hội như thế. Đấy. Không kể thành phần, là mọi thành phần, mọi giai cấp đều có, mọi tầng lớp đều có, mọi dân tộc đều có, mọi địa phương đều có mặt, nó bình công bằng, bình đẳng. Và chủ tịch quốc hội không phải là người quyết định cuối cùng, không phải là chờ đợi ông chủ, như là các vị chơi cả kiểu 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 lưỡng viện của các vị ấy. Cái quyết định cuối cùng là ông chủ tịch hạ viện, cái quyết định cuối cùng là ông chủ tịch hạ viện, nghị viện, thượng viện chẳng hạn. Ở Việt Nam, chủ tịch quốc hội cũng không phải là người quyết định cuối cùng mà chỉ là người điều hành công việc của quốc hội. Thì nhà nước cũng thế thôi, chính phủ cũng vậy thôi, đúng không? Và từ đó thì từ cái quyền lực của quốc hội, tức là quyền lực của nhân dân, nó cao như thế, cho nên tất cả các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước đều phải được quốc hội thông qua và bổ, đúng không? Chủ tịch nước, thủ tướng, rồi các phó thủ tướng, rồi các loại viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao, rồi thì là chánh án nhân dân, tòa án nhân dân tối cao, vân 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 vân, đều được quốc hội bầu ra và phê chuẩn. Đấy, sau khi phê chuẩn thì vị ông thủ tướng ông mới bổ nhiệm, hiểu chưa? Cái này thì nó lại đều là có cái quyền, nó là làm những cái việc là được hiến pháp, được pháp luật Việt Nam nó quy định, đặc biệt là về các bộ luật ấy, nó quy định chi tiết về quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước này, rồi các lãnh đạo chủ chốt này, thì người ta mới thấy là cái gì, cái quyền hạn luôn luôn gắn liền với trách nhiệm, cái quyền hạn,
càng lớn thì cái nhiệm trách nhiệm cả của các vị lãnh đạo cấp cao ấy, đặc biệt là tứ trụ ấy, nó trách nhiệm nó càng cao, cho nên là ông nào va vấp một cái thì về chưa. Trong hệ thống này thì là trên cơ sở lý thuyết ấy, đừng có mà lộng quyền, không thể lộng quyền, lạm quyền, vượt quyền, thì cái này thì đều là bị vi phạm pháp luật. Thì bây giờ chúng ta đã thấy rất là nhiều cái tấm gương rồi đấy, ví dụ như ông Lê Thanh Hải vừa rồi bị chín đến đâu là vặt đến đấy đấy, theo cái xu hướng đấy, phải không? Đấy, còn quan hệ với Trung, bây giờ còn một cái khía cạnh nữa thì các ông bảo là các dù là các tướng công an nhưng đều phải chạy sang Trung Quốc để tìm cảm hứng, để tìm để lên cái gì gọi là cái chỗ chống lưng, chỗ dựa, là cuối cùng các ông quy là cộng sản Việt Nam là trở thành chư hầu của Trung Quốc, phải không? Dẹp cái đất nước Trung Quốc với đất nước Việt Nam, mặc là dùng cùng hệ tư tưởng, tức là cùng ý thức hệ, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nó có cái sự tương đồng thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái sự tương đồng không có nghĩa là cái sự tương đồng có nghĩa là giống nhau ấy, nhưng mà không có nghĩa là cái sự đồng nhất. Trung Quốc sao thì Việt Nam vậy. Phải nhớ đây là hai quốc gia độc lập, họ có chủ quyền riêng, có sắc màu văn hóa riêng. Đấy. Và đặc biệt ấy, người Việt Nam ấy không bao giờ chịu sự một cái sự chi phối điều khiển từ bên ngoài. Hai dân tộc này hai dân tộc khác nhau, phải không? Có lịch sử về cơ bản khác nhau, văn hóa khác nhau, phương thức gọi là vận hành xã hội, dù cho là Đảng Cộng sản lãnh đạo đi chăng nữa cũng có phương thức vận hành cái nền kinh tế xã hội nó cũng hoàn toàn khác nhau, đúng không? Rất đơn giản, không có thể có những cái chuyện như các ông suy diễn được. Thế còn về đối ngoại thì các ông bảo là quay lưng với phương Tây, bây giờ thế nếu mà quay lưng hay không quay lưng thì các ông nhìn cái kim ngạch xuất khẩu ấy sẽ thấy. Về kinh tế đối ngoại thì ông Mỹ bây giờ là một cái thị là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đấy, sau đó thì mới đến ông Trung Quốc, sau đó thì mới đến mấy ông Nhật, Hàn, EU gì đấy, đúng không ạ? Thế nó không nó làm rất là ngon lành như chứ có phải là bây giờ là có cái kiểu là ông Lâm nghiêng về hướng nào, ông hôm như hôm qua tôi nói là hướng về mình, thế đừng có mà chơi cái chỗ là hằn học ghen ghét, đừng có mà là chọc chọc chạch, phải không? Kể cả bây giờ Việt Nam trở thành một cái thành viên của cái tổ chức gì nhỉ, thương mại quốc tế à, thương mại tự do quốc tế là cái gì, WTO à? Ông Mỹ ông cũng là một thành viên ở trong đấy, nhưng mà thử hỏi xem vì mình mà ông Mỹ ông ấy làm được những cái gì hả? Vì cái gì ông thích cấm vận ai thì ông cấm vận, ông ấy vẽ ra đủ các thứ lý do, ông có cần tôn trọng những cái đấy không, sao lại cứ tiêu chuẩn kép tất cả những cái người gì mà người Mỹ làm, châu Âu làm thì các ông đều cho là tốt, thế còn những người khác làm thì coi như là nếu mà không nghe lời của các ông ấy thì đều đều là cái gì, đều là không có tự do, đều là dân chủ, đều là chuyên chế, đều là độc tài đó. Với lại cái chuyện là các ông cứ mang cái tính chất là bài xích người cộng sản là trước hết này, xong lại đợi chiến tranh thương mại với lại người Mỹ với người Trung Quốc. Thế thì chiến tranh giữa người Mỹ với người Trung Quốc thì việc mẹ gì đến nước Việt Nam chúng tôi à? Đâu có phải là mâu thuẫn của Việt Nam với lại người Mỹ đâu mà các ông cứ cứ phải mang đích đủ tư cách thay mặt người Mỹ nói với quý trưởng thượng là như thế. Quý trưởng thượng không bao giờ đủ tư cách thay mặt người Mỹ để nói những cái câu chuyện này. Cách đây một năm ấy, tôi có nói một cái câu chuyện tôi đến là cái gì chiến tranh thương mại Mỹ Trung và cái gì cái việc và cái việc là gì
ông Mỹ ông ấy nâng cấp quan hệ với Việt Nam ấy, bảo làm sao chúng mày đánh nhau thì đánh nhau nhưng người Mỹ không bao giờ thoát được Trung Quốc, cái khái niệm thoát chung trên cái thế giới này ấy, đánh nhau cấm vận nhau gây khó khăn các kiểu cho nhau rồi cạnh tranh nhau cái vị trí siêu cường số một lãnh đạo thế giới để thu lại quyền lợi tối đa cho quốc gia của mình. Nhưng mà cái gì ạ, cái nguồn hàng hóa từ Trung Quốc ấy là phải buộc lòng qua một cái trạm trung chuyển là Việt Nam tuồn ầm ầm vào nước Mỹ. Hàng hóa của Mỹ bây giờ trên cơ sở đánh nhau trực tiếp với người Trung Quốc ấy thì lại phải qua cái trung gian là Việt Nam ấy chui ầm ầm vào nước nước Trung Quốc. Thế là các vị làm thì các vị cứ làm thôi. Nhà cháu cứ ngồi giữa đấy. Đôi khi có lúc lại phải trở thành ngư ông đắc lợi như thế nào đấy, ở góc độ nào đấy, khía cạnh nào đấy, nhà cháu cũng biết thế thôi. Thế còn bây giờ ở cái chỗ bảo là nhà người Việt Nam có đảng trị công an trị để rồi đi là chạy theo tàu chạy theo Nga để rồi thì là quay lưng với phương Tây rồi là trở thành cái gì ạ, trở thành cái gì nó nói là cái gì, lệ thuộc, là lệ thuộc Tàu Cộng, lệ thuộc Nga Xô, trở thành những người là nô lệ. Nô lệ cho ai? Được không? Đấy, trong phải nhớ đến cái thời kỳ năm trăm năm năm 64 65 gì đấy, lúc đấy là tranh thủ sự viện trợ của Trung Quốc, của Liên Xô để mà đánh Mỹ, trả lời cái nhà báo người Pháp ấy bảo là Việt Nam trở thành vệ tinh của Trung Quốc không, mới gọi là vệ tinh thôi, Bác Hồ nói là không bao giờ, đúng không ạ? Cái toàn là nó nói cái chuyện vớ va vớ vẩn.